tinh thần có nói gì không? Nói chung là đoàn chúng tôi đang đợi tàu SA7 để vào kết nối Bắc Trung Nam. Nói chung là tàu đã muộn 30 phút và chúng tôi rất là háo hức. Tàu muộn 30 phút thôi em, phải giờ 15 và bây giờ là phải giờ 45 rồi. Tàu Việt Nam à? Hay tàu nước ngoài vậy? Tàu Việt Nam. Tàu SA7 Việt Nam xuất phát từ Hà Nội, Sài Gòn. 3 giờ sáng chúng tôi sẽ đến nơi. Sao mấy người kia đứng ở trong bóng tối thế? Không thấy cái gì làm gì vậy? Ngại giá. Ngại giá hả? Giá đâu mà ngã giờ này vậy?